Thưa quý vị và các bạn, người dân ở thôn Phức Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thường xuyên ăn không ngon, ngủ không yên vì bị một con khỉ dữ tợn quấy phá suốt từ tháng 11 cho đến nay. Vâng, và tỉnh Quảng Nam yêu cầu lên phương án xử lý con khỉ. Trường hợp bẫy bắn thuốc mê không được, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho phép bắn chết vì con khỉ này đã tấn công 4 người. Sữa tháng 11, con khỉ được nuôi lợn, trước đó được xác định khỉ mặt đỏ, nặng khoảng 8 kg thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm xuất hiện ở thôn Phước Chánh. Từ ngày 26 tháng 11 cho đến nay, nó tấn công làm 4 người phải nhập viện. Nặng nhất là ông Phan Nguyễn Nhí bị cắn đứt động mạch đùi phải chuyển ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị. Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng bắt nhưng bất thành bởi thôn Phước Chánh có nhiều rừng trồng sen lẫn khu dân cư. Khi di chuyển nhanh và thường xuyên lẩn trốn trong rừng trồng keo nên khó bẫy bắt hiện khi tiếp tục vào sát nhà người dân, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và nhất là với trẻ nhỏ và người già có nguy cơ bị khỉ tấn công. Vì vậy, chính quyền Quảng Nam cho phép bắn chết khỉ nếu bẫy bắn thuốc mê không được.